chiến khuyển Alabai mạnh như thế nào? Hôm nay mọi người hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Với cân nặng từ 70 đến 110kg, lực cắn lên tới 650 PSI, chó Alabai được biết đến một trong những chiến khuyển mạnh mẽ nhất vùng Trung Á. Alabai có cơ bắp rất phát triển, đặc biệt là ở vùng ngực và vai, giúp chúng có sức mạnh ấn tượng. Giống chó này được nuôi dưỡng để bảo vệ đàn gia súc khỏi các loài thú săn mồi lớn như sói, gấu, nên khả năng chịu đựng và sự kiên định của chúng là những yếu tố quan trọng giúp chúng thực hiện tốt nhiệm vụ này. Ngoài ra, chó Alabai là giống chó đặc biệt thông minh. Tuy thân hình có vẻ to lớn và chậm chạp nhưng giống chó chăn cừu này lại cực kỳ nhanh nhẹn và tháo vát. Chúng rất độc lập và có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Với lực cắn mạnh, chúng có thể gây sát thương lớn nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc cần bảo vệ chủ nhân. Hơn nữa, Alabai được biết đến là một trong những giống chó trung thành nhất thế giới, suốt đời chúng chỉ phục vụ một chủ nhân. Vì vậy, khi huấn luyện chúng, bạn nên dạy chúng ngay từ khi chúng còn nhỏ. Chắc chắn sau quá trình đó bạn sẽ nhận được một chú chó dành cho bạn tất cả tình yêu thương của nó.